Dạ em chào các anh chị và các bạn. Hôm nay em lên clip số 72 nha các anh chị. Thì cái hình thức thanh toán bên em, các anh chị nào chuyển khoản em bao ship, còn ship code thì các anh chị vui lòng gửi phí vận chuyển. Em tên Nương, số điện thoại của em là 0394414450 và cũng là số Zalo luôn nha các anh chị. Thì hôm nay em cũng có một ít đồ nha. Các anh chị nào mình chốt cái mã nào thì mình viết mã và viết luôn cái clip 72 giúp em nha các anh chị. Rồi em sẽ vô cái mã số 1 luôn. Mã số 1 là một cái cây kéo cắt tôn nha các anh chị. Cây này thì hình thức của nó này đây thì nó là như vậy nha các anh chị. Đó, hiệu của nó là Mitsubishi thì cắn rồi như vậy. Cắn bên này thì nó có cắn nha các anh chị, bên này nó có cắn này. Đó, nó có cắn hai chỗ nha, nhưng mà cắn được cũng còn ok nha. Nó mắc cái chui để mình gắn lại rồi nha các anh chị. Đây các anh chị gì mình có thể mình bẻ cái gì mình dây kẽm mình đút vô ra nha. Thì cái lưỡi cắt của nó này còn khá đẹp nha các chị. Hình thức của nó thì bề mặt còn đẹp luôn, hiệu Mitsubishi. Cắn rồi lưỡi cắt rồi còn đẹp nha. Thì cắt ngọt lắm nha các anh chị. Nói chung là cái cây này còn cắt ngon này. Cắt ok nha các anh chị. Rồi cây này là mã số 1, 250 nha các anh chị. 230 thôi, cái cắn nó bị cắn nên bán 230 thôi nha các anh chị. Mã số 1 230. Rồi thì cái này nha các anh chị, cái này Mitsubishi mã số 1 230. Chiều dài của nó là 25 nha các anh chị. Rồi tiếp theo là mã số 2 cũng là một cây kéo cắt tôn nha. Thì cái này này hình thức lưỡi của nó này, nó có một cái chữ như vậy nha các anh chị, chữ như vậy này. Đó. Thì cái lưỡi của nó là không có mẻ nha các anh chị, lưỡi này khá ok, lưỡi không mẻ nha. Cát bén nha các anh chị. Đó, cát khá ngọt luôn. Cát ngọt lắm nha. Cái này thì chiều dài của cái lưỡi này, em sẽ đo chiều dài của lưỡi là 8 cm nha các anh chị, còn chiều dài nguyên cây là 25. Trời, lưỡi cát rồi còn ngon, tay cầm rồi không có bị rách. Rồi mã số 2 nha các anh chị, 250. Tiếp theo là mã số 3. Mã số 3 là một cái cây kìm cắt tôn luôn nha các anh chị. Nhưng mà cây này thì nó là của Mỹ nha. Ta Swiss nha các anh chị. Đó, Swiss USA. Thì cây này cắn rồi còn đẹp nha các anh chị. Nó không có bị gì hết á. Cắn rồi còn đẹp lắm. Cây này đầu cổ rồi còn đẹp hết nha. Cây này thì chiều dài của nó là 24 nha các anh chị. Thì hình thức của nó này, lưỡi cắt. Lưỡi cắt không có mẻ gì nha. Em cắt thử thử ngọt không. Đó, cắt ngọt nha các anh chị. Cái này thì cái loại này thì nó cái lưỡi nó ngắn nha các anh chị, lưỡi của nó là 4 cm, còn chiều dài của nó là 25. Đó, đầu đồ còn đẹp, Swiss USA, cái hiệu Swiss. Rồi cái này thì cán đồ không rách nha, cán đồ còn đẹp. Rồi mã số 3 nha các anh chị, 300. Tiếp theo là mã số 4 là một cái cây kéo này nha các anh chị. Cái này thì hình thức ha, nó có cái chữ như vậy nha các chị, super gì đó. Rồi lưỡi cắt này, lưỡi cắt ok nha. Thì em sẽ cắt thử nha, cắt ngọt nha các anh chị. Đây, cắt khá ngọt luôn. Thì cái cây này là chiều dài của nó là 21 nha các anh chị. Chiều dài là 21, còn cái chiều dài lưỡi là 5 cm. Đó, chiều dài lưỡi 5 cm. Lưỡi cắt không có mẻ gì hết, còn ok luôn. Rồi mã số 4 170. Tiếp theo là mã số 5 là một cái cây kéo này, cái cây kìm này nha các chị. Cây này thì của SK 11 nha. Thì cây này nó cũng cắn tay cầm được còn đẹp nha, SK 11. Đây logo nội địa Nhật nha các anh chị. Đó. Cây này thì phần răng của nó đẹp luôn nha. Răng đẹp, lưỡi cắt khít nha các anh chị. Cái này thì em cắt thử dây điện này. Cắt ngọt nha các anh chị. Đó, cắt ngọt ngay nha. Rồi cây này thì chiều dài của nó là 21 nha các anh chị. Cây này thì nó có đó, nó như vậy nha, nó có hở nhẹ chút xíu ở trong cái cạnh này nha các anh chị. Trong này nè, nó có hở nhẹ chút xíu. Đó, thì cái cán đồ còn đẹp lắm nha. Cây này chiều dài của nó là 21 nha các chị, chiều dài 21. Đẹp luôn nha, đầu rồi còn đẹp, răng rồi còn ok hết, răng rồi còn đẹp lắm nha. Rồi mã số 5 240. Tiếp theo là mã số 6 là một cái kìm này nha các anh chị. Cái này thì của Yusuke, Yusuke Japan. Đây logo nội địa Nhật. Cái này thì khắc laser nha các anh chị. Đó, khắc laser. Này thì cũng còn đẹp luôn. Để cắt rồi còn đẹp hết nha các anh chị. Cái này thì đó, cắt ngọt nha. Đó, cắt ngọt. Cắn thì bằng nhựa mềm á, cầm êm tay nha các anh chị. Cái này thì chiều dài của nó là 18 năm nha các anh chị, 18 năm. Để cắt rồi cũng còn khá ok nha. Răng rồi còn đẹp luôn này. Rồi mã số 6 nha các anh chị. 200. Còn đẹp. Tiếp theo là mã số 7 là một cái cây kìm bấm cốt nha các anh chị. Cây này thì hiệu của nó là Lester. Đó, cốt Lester nha các anh chị. Cốt của nó là 2, 5.5, 8 và 14. Cán rồi không có bị rách nha các anh chị. Cán rồi nó hơi cũng còn ok lắm này. Made in Japan. Cái này thì chiều dài của nó là 27 năm nha các anh chị. Chiều dài của nó 27 năm. Đó, cắn rồi còn ok nha các anh chị. Made in Japan này. Đây, hoạt động ok nha. Đó. Đó. Rồi, em nhắc lại cái cốt này. Thì cái phần này nè nó hơi nhẹ nhẹ chút nha các anh chị, nhưng mà còn đẹp lắm. Đầu rồi còn ok, Lester này, 2, 5.5, 8 và 14. Rồi mã số 7 300. Tiếp theo là mã số 8. Là một cái kìm quạ này nha các anh chị. Cây này thì chiều dài của nó là 250. Đó, hiệu Lester. Cây này thì cái đầu nó hơi xấu nha các anh chị. Cắn tay cầm rồi nó không có bị rách nên cái đầu này nó hơi bị trắp xi nha các anh chị. Cây này thì hình thức của nó này. Đó. Mở miệng mở rộng như vậy á, hình thức như vậy là 4 sen nha các anh chị, nhưng còn mở được rộng nha. Hoạt động ok hết. Rồi nhưng mà cây này thì nó hơi xấu xấu một chút, cái đầu nó hơi trắp xi. Răng ngầm rồi cũng còn ok nha. Đây em quay kỹ. Rồi mã số 8 nha các anh chị, 150. Tiếp theo là mã số 9. Là một cái cây kìm quạ này nha các anh chị. Cây này thì hiệu của nó là Sanki, logo nội địa Nhật. Cây này thì cắn không có rách nha các anh chị, cắn không có rách này. Đầu răng ngầm này. Đó, cũng còn ok nha. Cái này chiều dài của nó là 250. Miệng mở rộng để hình thức như vậy là 6 sen nha các anh chị. Cái này là răng mở nhanh đó, mình mở nhanh, mình hoạt động ok nha các anh chị. Rồi mã số 9 170. Tiếp theo là mã số 10. Là một cái mỏ lít ngang, mỏ lít răng nha các anh chị, mỏ lít ngang chứ quên. Cái này thì miệng mở rộng của nó hết cỡ là 72 nha các anh chị. 72. Đó. Chiều dài của nó là 280 Japan. Thì cái hình thức ngầm của nó nha các anh chị, người ta xài rồi đó, có vết cắn nha. Đó, có cắn nè. Em quay vô cho các anh chị mình xem nha. Mở lít ngang. Rồi đó, như vậy nha các anh chị, đó nó có cắn như vậy này. Đó. Rồi mã số 10 nha các anh chị, 230. Tiếp theo là mã 11 là một cái cây mỏ lết này nha các anh chị, hiệu của nó là Sanki. Thép Lester luôn nha các anh chị, chiều dài của nó là 300 mi. Thì cái miệng mở rộng của nó là để hình thức như vậy nha các anh chị. Thì em sẽ đo này. Miệng mở rộng của nó là 7,5 cm nha các anh chị. 75 mi. Đây miệng mở rộng là 75 nha các anh chị. 75 thì cái này là mình mở nhanh nha các chị, mình bóp này vô mình đãi lên này, mình không muốn tới đâu thì mình cứ bóp cái này vô là mình kéo nha các chị. Đó, kéo mình thả ra là không kéo được này, mình bóp mình kéo này. Đó, hình thức răng rồi còn ok hết nha các chị, răng rồi còn đẹp. Rồi mã số 11 250. Tiếp theo là mã 12 nha các chị, là một cái cây này, cái này là 3/8 nha các chị, nó là mới chưa có sử dụng nha, nhưng mà nó không có hiệu gì hết. Đó, 3/8 là bằng 9.75 nha các 9.7 nha các anh chị, em quên. Đó, hoạt động ok. Lắc qua lắc lại được ok hết nha các anh chị. Phần bi rồi còn đẹp, cây này là không có hiệu. Cây này là mình mở dùng để mở góc hẹp rồi nha các anh chị, nó rất là ngắn luôn, chiều dài của nó là 12 năm nha các anh chị. Rồi mã 12 170. Tiếp theo là mã 13 nha các anh chị, là một cái cây này. Cây này là hiệu của nó là Tona nha các anh chị. Tona Japan. Thì cái phần đầu của nó này là nó như vậy nha các chị, nó có tóc si á, tóc nhẹ nhẹ chút nhưng mà cũng còn không có bị đưa lát gì nha, cứng cáp lắm nha các chị. Đó, hoạt động ok. Thì cái này cái đầu thôi nha các chị, nó không có cái tay cầm nha. Cái này nó mắc cái tay rồi, các anh chị gì mình chế, các anh chị nào chế được rồi mình chốt gì mình chế nha các anh chị. Mình chế cái này, chế cây mình đút vô, mình gắn cái ốc này là cứng mình xài được nha. Đó, nó chỉ có một khúc như dài thôi, em đo chiều dài của nó một khúc cái đầu thôi nha các chị. Thì chiều dài của nó chỉ có 15 thôi nha. Đó, cái đầu này các anh chị muốn thì các anh chị mình tìm một cái cây mình chế vô như vậy nha các anh chị. Còn cái này nó chỉ có cái đầu không, nó có cần ốc để mình gắn vô nè. Thì cái này là khẩu của nó là 3/4 nha các anh chị, hoạt động ok hết, không có rơ lát gì hết nha. Đó, hiệu Tona Japan. Cái đầu thì nó có táp xe nhẹ nhẹ chút nhưng mà còn cứng cáp, không có bị gì hết. Rồi mã 13 280 nha các anh chị. Tiếp theo là mã 14 là một cái cây cần trượt này. Thì cái cây này là nó của hiệu Mitolo nha các anh chị. Khẩu của nó là cũng 3/4 nha. Đó, trượt hoạt động ok hết nha. Rồi chiều dài của nó là 45 nha các anh chị. Đầu bi được cũng còn ok nè. Đó, nó có trài trài do cái này nó nặng á, đi về nó cũng trắng xước thôi nha các anh chị, chứ còn cây đường cũng còn trắng này, không có bị gì hết á. Chiều dài của nó là 45, khẩu là 3/4. Rồi mã 14 350 nha các anh chị. Tiếp theo là mã 15 là một cái cây sủi này. Cái này là của Alpha nha các anh chị. Đây Alpha. Cắn đồ nó có cắn nhẹ chỗ này chút xíu thôi nha các anh chị. Đầu đóng được cũng còn ok nè. Đó, cắn đồ còn đẹp hết nha các anh chị. Hiệu Alpha. Thì cây này mình mở này ra nha các anh chị. Đó, mình mở này ra, mình bóp này. Thì cái này nó sẽ hở ra để mình gắn cái lưỡi dao vô nha các anh chị. Cái phần này thì chiều dài của nó là 10 cm nha các anh chị. Còn cái phần chiều dài của cái cây là 59 nha. Đó. Rồi mã 15 300 nha các anh chị. Cắn rồi còn được ok hết nha, nó dài. Đây. Rồi mã 15 nha các anh chị, 300. Mã 15 300. Tiếp theo là mã 16 là một cái cây cưa này nha các anh chị. Một cái cây cưa này thì cái hiệu của nó đây. Ít pin gì nha các anh chị, chiều dài lưỡi của nó là 330. Đó, made in Japan. Cái lưỡi là có sử dụng rồi. Em coi. Có sử dụng rồi nhưng mà người ta chỉ sử dụng lướt thôi nha các anh chị. Cái lưỡi này là em bao bán nha. Người ta sử dụng mới có 1-2 lần thì thôi, còn bán lắm luôn. Đó, cắn cũng còn đẹp luôn nha các anh chị, cắn được cũng còn đẹp luôn nè. Thì cây này mình mở ra được nha các anh chị, mình mở ra mình thay lưỡi được, hay là mình đi đâu á nó để dài quá như vậy thì mình có thể mình mở lưỡi ra rồi mình quấn lại nha các anh chị. Rồi giờ tới chỗ mình gắn lại, made in Japan. Rồi cây này thì chiều dài luôn, cây ấy là chiều dài lưỡi không là 330 nha các anh chị. Còn chiều dài nguyên cây á, mình để mình gắn vô là nó tầm 70 nha các anh chị, 70. Rồi mã số 15 250. Tiếp theo là mã 16 là một cái cây vũa gỗ Santo nha các anh chị, Santo. Thì cây này nó là made in Japan nha. Đó. Đầu rồi cũng còn đẹp nha. Cái này là một bên là vũa mịn và một bên vũa thô nha các anh chị, một bên bự hơn này. Bên răng bự hơn và một bên răng diễn hơn nha. Thì cây này chiều dài của nó, để em đo chiều dài của phần vũa nha các anh chị là 22. Còn chiều dài nguyên cây luôn là 34 nha các anh chị. Hiệu Shinto, made in Japan. Rồi mã 16 nha các anh chị, 200. Tiếp theo là mã 17 là một cái cây tuốt dây điện nha các anh chị. Cây này thì cái hình thức của nó này còn khá đẹp, hiệu Densan nha các anh chị. Đó, thì cái này là nó để là 1.6 x 2C x 3C gì. Nói chung là cái này này nó để là 2 chấm là nó có một cái hai cái lỗ nha các chị. Hai lỗ là một lỗ là mình tuốt được nè. Cái này một lỗ là mình tuốt được 1.6 và một lỗ tuốt được 2 nha các chị. Còn một cái lỗ dài như vậy là để mình tuốt lùa này, thì nó để là 2C 3C gì nha các chị. Đó. Thì cái cây này á, để hình thức như vậy nha các chị, là chiều dài của nó là 18, nó còn cái khúc cong như vậy nữa. Thì em sẽ tuốt thử này. Cái cây này các anh chị mình đây, rồi các anh chị mình để ra nha các anh chị, khi mà mình bấm vô vậy này lại nó giữ cái dây điện lại nha, rồi sau mà mình bấm một cái nó tuốt ra như vậy đó. Khi mình bấm một cái là nó giữ dây điện lại nha. Để em bấm nè, bấm một cái này, bấm chỗ lỗ nhỏ dây điện nhỏ này đó là nó giữ lại nha các anh chị. Đó, khi mà mình tuốt này đó là nó bung ra như vậy đó. Rồi thì cái cây này là nó có một cái lỗ tuốt lùa như vậy nha các chị, người ta để một lỗ 2C 3C gì đó thì em không có rành nha, nhưng mà có một lỗ tuốt lùa, lỗ tuốt 3 dây luôn hay sao á đó. Nó có cái lỗ dài như vậy nha các chị. Thì cái hình thức của nó này, khi mình muốn mở ra là mình bấm nút này ra nha các chị. Đó, mình bóp lại nha, mình không muốn bóp nữa, mình nếu mình bóp lần nữa thì nó bung ra, còn mình không bóp nữa thì mình búng cái này nha. Thì cái này là cái hiệu của nó là hiệu đen xanh này đó. Một cái hình thức của nó là như vậy nha các chị. Em không có rành cái 3C 2C nên em để các anh chị mình xem cái người ta họ ghi trên cái thân của cái cây này. Rồi mã số 17 nha các anh chị, 350. Tiếp theo là mã 18 là một cái cây thước này nha các anh chị, cái thước cuộn này. Cây này thì hiệu của nó là KDS nha các anh chị, Japan đó. Nó có một cái mắt thủy. Thì cái cây này nó ở ngoài nó cũng hơi cũ nha các anh chị, hơi cũ này. Bên trong thì cũng hoạt động ok nha, 3,5 mét, logo nội địa Nhật, hiệu KDS Made in Japan đó. Thì hoạt động được ok hết nha các anh chị. Đó này, em kéo ra nha. Đó, kéo ra cho các anh chị mình xem nha, hoạt động. Còn cái này là mình chặn nha các anh chị, đó mình chặn lại này. Rồi, cây này thì nó không có, cây này thì nó không có được đẹp ở ngoài, bên ngoài cũng không có được đẹp nha các anh chị. 3,5 mét nó có luôn cả mắt thủy luôn nè. Rồi mã số 18 nha các anh chị, 100. Tiếp theo là mã 19 là một cái cây thước này nha các anh chị. Cái thước này là thước đo này, thước kẹp nha các anh chị. Hiệu của nó là Tarima Japan, thì hình thức của nó cũng còn khá đẹp nha. Chiều dài của nó là 150 mm nha các anh chị. Đó, chữ số rồi còn rõ ràng hết nha các anh chị. Khi các anh chị mình muốn quay đó, quay mình lan cái bánh xe nha các anh chị, lan bánh xe này. Còn cái này là để mình khóa lại nha các anh chị, khi mình cần đo một cái gì á, một số nhất định thì mình khóa cái này lại cho khóa chạy này đó. Còn khi mình muốn kéo ra kéo vô thì mình thả cái đó nha các anh chị. Đó, chữ số rồi rõ ràng nha. Nhựa của nó là bằng đó, khá đẹp nha các anh chị. Nói chung đầu rồi còn đẹp này. Khi các anh chị mình sử dụng cái này nè, nhựa carbon nha các anh chị. Khi mình sử dụng cái này nè, nó không có bị là nó không có kẹp cắn cái đồ của mình á. Nó làm bằng nhựa nên nó không có cắn cái đồ của mình nha các anh chị. Đó, hoạt động ok hết nè. Đồng hồ rồi chạy ngon lành nha các anh chị. Rồi mã 19 250 nha các anh chị. Làm thép carbon thì nó là cái thép khá tốt nha, nó không có sai số ít nha các anh chị. Đó. Rồi mã số 19 250 nha các anh chị. Đó, hai bên cái này người ta khắc cái chữ tên của người ta, cái người xài họ khắc cái tên nha các anh chị. Đó. Rồi mã 19 250. Tiếp theo là mã 20. Mã 20 là em có một cái bộ vít thử điện này nha các anh chị. Bộ này là của Versace Japan nha. Đó, Versace này. Thì cái bộ này nó còn khá mới nha các anh chị. Bộ này còn khá mới, em cũng thử luôn rồi nha các anh chị. Đó. Thì cái bộ này nó có gồm là 2, 4, 6 mũi như vậy nha các anh chị. 6 mũi này, một mũi BH1, một mũi BH2, một mũi -3, một mũi -4 và một mũi -6 nha các anh chị. Đó, cái mũi nó như vậy là, với lại một cái mũi lấy dấu nữa là 6 mũi nha. Đây còn đẹp luôn, chưa có sử dụng nha các anh chị. Bộ này khá đẹp nè. Thì cái bộ này là mã số 20 nha các anh chị, 250. Khi các anh chị mình bỏ vô đây, em sẽ thử ha. Đầu đồ còn đẹp hết nè, em thử sáng hết rồi nha các anh chị. Tại giờ em làm biến kéo điện á. Đây, dặn lại. Rồi, các anh chị mình thử nha. Để em kéo lại em thử. Đây, như này. Sao rút yên mất tiêu rồi. Đây đây, để từ từ em đút hết chưa, em khóa lại. Đây sáng thì các anh chị đó, có sáng mà hơi bị sáng nhẹ nhẹ xíu xíu à. Cái này sáng này á. Rồi. Thì cái này là nó như vậy nha các anh chị, em thử rồi đó, điện sáng kia. Tại vì cái này nó sáng quá nó chói, mình thấy nó. Rồi cái này là mã hiệu của nó vừa xem nha các anh chị, đây vừa xem. Rồi mã số 20 nha các anh chị, 250. Mã 20 250, tiếp theo là mã 21 nha. Mã 21 là một cái vít tự động này nha các anh chị. Cái này đây hình thức của nó này. Chữ số rồi như vậy nha các anh chị. Đó. Cái này là của Snap-on nha các anh chị, Snap-on USA này. Của Mỹ nha các anh chị, Snap-on USA nha. Thì cây này hình thức của nó là mình quay này, mình quay về là mình lắc nha các chị, lắc qua này, rồi quay này lắc lại này, để chính giữa là một cây vít bình thường nha. Đó, không quay được. Thì cái cây này cũng còn khá đẹp nha. Thì cái mũi của nó này, em cái mũi của nó là gồm 2, 4, 6, 7 mũi như vậy nha các chị, 7 mũi như vậy này. Một cái mũi là BH1, một cái mũi là BH2, một cái mũi là BH3, một cái mũi là trừ, cái này trừ 2, trừ 3 gì nha các chị, người ta không ghi trừ. Cái này là đó, USA hết nha các chị, mũi cũng của USA luôn nha. Đó, đây USA này, ta có đóng mũi USA hết nha các chị. Rồi cho có thấy vậy đó, mũi USA hết nha các anh chị. Cái này là một cái mũi mũi đầu bông. Thì nó có là 2, 4, 6, 7 mũi như vậy nha các anh chị. Của Mỹ, vít lắc của Mỹ. Snap-on là nổi tiếng nha các anh chị. Rồi. Thì cái cây này á là mình đó, mình dặn lại như vậy nha các anh chị, mình dặn lại như vậy này. Đó, hình thức hoạt động ok hết nha. Rồi cây này còn khá đẹp nha các anh chị. Chiều dài của nó là 22. Chiều dài 22. Đây, dặn lại. Rồi mã số 21 nha các anh chị. 650, cây này em nhận chuyển khoản nha. Rồi mã 22 là một cái cây vít này nha các anh chị. Cây này là của cái gì không biết không. Mido gì nha các chị, Made in Japan nha. Cây này thì hình thức của nó nè. Cái phần này nó làm bằng nhựa trong khá đẹp nha các anh chị. À. Cái này thì nó có là 2 đầu mũi nha, một mũi đây, Made in Japan. Chiều dài của cái mũi này là 100 mm hả ta? Đâu mà 15, 14 lần, 15 lần. Đó thì nó có một mũi trừ 6 như vậy nha các anh chị, còn mũi này là BH1. BH1. Thì mình đẩy vô nha các anh chị đó. Đẩy vô này thì cái cây này là chiều dài của nó là 20 nha các anh chị. Chiều dài 20, cán đồ còn đẹp. Dương 2 nha các anh chị, dương 2 trừ 6.3. Dương 2 trừ 6.3 nha. Đây người ta có để này. Dương 2. Made in Japan. Rồi mã số 22 nha các anh chị, 120. Tiếp theo là mã 23. Là một cái cây vít này nha các anh chị, cây này là hiệu của nó là Versace. Mitolo Versace Japan nha. Đó, Versace Japan. Vít trừ 6 nha các anh chị. Cây này thì chiều dài của nó là 25. Chiều dài là 25 nha các anh chị. Vít trừ 6, chiều dài 25, mũi còn khá đẹp luôn. Đó. Rồi mã 23 100. Tiếp theo là mã 24 là một cái cây vít đóng nha các chị. Cây này thì cái đầu của nó cũng còn đẹp nè. Vít đóng nha. Hiệu của nó là KTC nha các anh chị. Đây KTC. Đó. Thì cái mũi của nó là mũi như vậy nha các chị, người ta có sử dụng rồi nè. Đó, thì cái này nó là mũi trừ máy đây. Trừ 9 nha các anh chị, mũi của nó là trừ 9. Hiệu KTC. KTC nha các anh chị. Rồi mã số 14. Mã số 24 nha các anh chị, 170. Cái này chiều dài, mũi của nó là trừ 9 nha. Trừ 9, chiều dài của nó là 28 nha các anh chị. Mã 24 170 thì cái phần mũi của nó này. À, có sử dụng rồi nha các anh chị. Rồi tiếp theo là mã 25. Là một cái cây vít lắc này nha các anh chị, một cái cây vít lắc này nè. Cây này thì hiệu của nó là Anet, quên xin Black nha các chị, Made in Japan. Đó, 160 em ghi lộn nha các chị, cây này 160. 160.000. Xin Black nha các chị, Made in Japan. Cây này thì là một cái cây vít lắc nè, lắc qua lắc lại nè. Để chính giữa một cây vít bình thường nha. Cái này nó có mũi là trừ 4, trừ 4 và BH1 nha các anh chị, trừ 4 và BH1 này. Để vô. Rồi. Thì trong này nó còn một cái mũi nữa nha các chị. Trong này này nó còn một cái mũi trừ 6 và BH2 còn khá mới luôn nha các chị. Đây, mũi trừ 6 và BH2 còn khá đẹp luôn. Đó, B2. Rồi. Mình để vô đây nha, mình gài lại để mình xây cua. Cái này thì hiệu sinh Black mới hình Japan nha các chị, chiều dài của hình thức như vậy là 10 cm nha. Đó, nhưng mà nó có một cái cầm xuống như vậy để các anh chị mình cầm cho nó cứng cái tay á, chắc chắn á. Rồi. Mã số 25 nha các chị, 160. Tiếp theo là mã 26. 24, 25, 26 mất tiêu rồi. 27 nha các anh chị. Mã 27 là một cái cây thước thủy này. Cây này là của Ebisu nha các anh chị, Ebisu Made in Japan. Cây này thì nó không có 500 nha, nhưng mà còn khá mới nha các anh chị. Đây, chiều dài của nó là 10 cm. Còn khá mới nha, còn khá đẹp luôn, nhưng mà không có 500. Rồi mã số 27 nha các anh chị, 100. Tiếp theo là mã 28 là một cái kẹp eto con chuồn chuồn nha các chị. Cái này thì mình hoạt động của nó này đó, mình dặn hết ra nha. Đây, em quay hết cái nút đây luôn. Rồi em sẽ đo cho các anh chị mình nha. Đây thì cái phần hình thức của nó này. Cái chiều dài của cái tay này á, cái cây này là 13 nha các chị. Còn cái chiều này á là 32 nha. Còn cái bề rộng của nó là 19-20 nha các anh chị. Cái bề rộng mở hết là 20 nha. Còn là 20 mi. Đó. Hoạt động ok hết. Cái này thì nó không có hiệu gì nha các anh chị. Nó có một cục như vậy thôi, không có cái hiệu gì hết. Nhưng mà cái phần ngòm rồi còn ok hết nha các anh chị. Eto chuồn chuồn. Rồi mã 28 nha các anh chị, 200. Tiếp theo là mã 29 là cái bộ cờ lê miệng này nha các chị. Thì cái này nó có nhiều số, nó có nhiều số. Cái đâu mất một số rồi ta. Đây 8-10 nha các chị, 8-10 nè, 11-13. Cái này là cục xương đúng không? Cục thịt. 12-14, 14, 17 và 17, 19 nha các anh chị. Nó có 5 cây như vậy. Có 5 cây như vậy nha các anh chị, 150 luôn. Các anh chị nào chốt mà về mình làm nghề rồi nha các anh chị. Nó nhiều hiệu nha các anh chị, 150.000. Nó có hiệu gì? Hiệu tớp có, hiệu Sanki có nè. Tớp có nè, ở 2 tớp này rồi một cái gì? Tona, Aigo này, nó có tầm lâm hiệu nha các chị, 2-3 hiệu luôn. Rồi mã số 29 nha các anh chị, 150. Tiếp theo là mã 30 là một cái bộ cờ lê này nha các anh chị. Bộ cờ lê này thì nó là cái bộ nó cái hiệu của điểm coi để mở. Mở ra như vậy nha các anh chị. Thì nó sẽ có số 10. Cờ lê một cờ lê và một vòng nha các anh chị, nó có số 10 này của hiệu Bét nha. Rồi nhỏ nữa là 12 nha các chị, 12 là cái hiệu đai gì nha các chị. Cũng là Japan hết nha các chị, Japan nè. Đó, đai. 13 nha các chị, 13 nè. Đó, Japan nha. 13, 14, 15 và 17 nha các chị. Đó, 17, 15, 14, 13, 12 và 10 thì nó gồm là 2, 4, 6 cây. Nó có 5 cây cùng hiệu và một cây khác hiệu nha các chị. Cây số 10 khác hiệu này. Nó có 5 cây cờ lê vòng thì nó cũng có những cái vết xét xét như vậy nha các chị. Vết cắn cắn này, xét xét này. Bên này cũng vậy nhưng cũng còn ok nha. Sọt động rồi cũng còn. Rồi cái này là 246 cây, một đầu khóa 11 đầu vàm nha các anh chị. Mã số 30-200 cho 6 cây này luôn. Rồi tiếp theo là mã 31. 31 là một cái nút lắc của KTC, à quên, lắc léo nha các chị. Lắc léo của KTC này, logo nội địa Nhật KTC. Đầu còn đẹp lắm nha các chị, nói chung cây này còn khá đẹp luôn nè, trắng sáng đẹp, lắc léo nha. Cái này là khẩu của nó 1/2 nha các anh chị, khẩu 1/2 đó, lắc léo KTC còn đẹp nè, nói chung là gần như là mới luôn nha các anh chị. Đó, đầu đồ chứ người ta sử dụng lướt thôi, bi rồi còn đẹp hết nè. Rồi mã số 31 nha các anh chị, lắc léo 1/2 100k. Tiếp theo là mã 32 là một cái cây chìa khóa hiệu hit nha. Thì logo nội địa Nhật, thì cái cây này là chìa khóa miệng làm 21, chìa khóa vàng là 21 nha các chị. Một vàng một miệng 21 da bên. Chiều dài của nó là 25 nha các chị, 25 27 26. Rồi mã 32 120. Tiếp theo là mã 33 nha các chị. 33 là cái bộ này là của Mitolo nha. Cái bộ này còn khá đẹp nha các chị. Bộ này xịn lắm nè. Đây, bộ này của Mitolo nha các chị, Mitolo này. Thì cái bộ này là nó, em sẽ đạp từ lớn tới nhỏ em để là các anh chị, nó gồm là 246 cây nha các anh chị. Đây số 8, số 9. Nó vừa là một cái khóa vòng và vừa lúc lắc luôn nha các anh chị, vừa lúc lắc luôn này, 8 9. Rồi tiếp theo là 10 11 nha các anh chị, 10 11 đây, lúc lắc. Mitolo. Rồi 10-11 thì để em đo chiều dài luôn nha các chị. Chiều dài của nó là cây 10-11 là 19 nha. Rồi tiếp theo là 10-12-13 nha các chị, cũng là lúc lắc luôn, cũng Mitolo. Nó còn một bộ Mitolo hết nha các anh chị. Rồi chiều dài là 21. Còn cái này là 10-14-17, chiều dài là 23. Lúc lắc luôn, đầu đồ còn đẹp hết nha, để xíu nữa em quay cái đầu. Rồi tiếp theo là 19-21 thì chiều dài của nó là 28 nha các anh chị, 28-5 á, cũng lúc lắc luôn. Rồi tiếp theo là 22-24 thì cũng lúc lắc luôn nha các anh chị. Đó, đây thì em sẽ quay từng cái bên này cho các anh chị mình xem nè, đầu đồ còn đẹp hết nha. Đó, còn trắng sáng hết nha, không có bị gì hết. Bên này cũng vậy nè. Em sẽ đọc lại số nha. Số là 8, 9 nè, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21 và 22, 24, 246 cây. Bộ này là 950 nha các anh chị. Em ưu tiên các anh chị là chuyển khoản, nhưng tại vì bộ này xịn lắm nè, nó vừa là chìa khóa rồi vừa lúc lắc luôn nha các anh chị, nó tới 6 cây luôn. Rồi mã 33 nha các anh chị, 970, em ưu tiên các chị nào mình chuyển khoản. Rồi mã 34 là một cái cây bẻ cần cua này nha các anh chị, bẻ sát nha. Bẻ sát thì cái cây này là bẻ được cái số 13 nha các anh chị. Đó. Cây này ngắn nhỏ nha các anh chị, cây này ngắn lắm. Chiều dài của nó chỉ có 16 cm nha các anh chị. Nhưng mà còn khá mới nè. Nó có chữ trademark này nha các anh chị. Rồi mã số 34 120. Tiếp theo là mã 35 nha các anh chị. Cái cây này là nó là một cái cây cưa somat nè, Japan. Cây này cắn tay cầm rồi tất cả đẹp hết nha, không có bị đen chỗ nào hết nha. Cái mấy cái ốc dặn rồi còn đẹp luôn nha các anh chị. Đây, phần này. Ốc dặn rồi còn đẹp hết luôn này. Cái này thì hiệu của nó là somat, tay cầm được, không có bị tráp sơn gì nhiều hết nha, nhẹ nhẹ thôi. Rồi cái này thì mình xài được hai loại lưỡi nha các anh chị, một loại là 25 và một loại là 30 cm. Rồi mã 35 207. Tiếp theo là mã 36 là một cái cặp cưa này nha các chị. Thì em còn mấy cây em thanh lý luôn nha, còn mấy cây nó như vậy nè đó, cái hiệu này cũng của Checkmate luôn nha các chị đó, của thương hiệu gì thì lưỡi rồi còn ok hết. Loại này là tất cả đều chưa sử dụng hết nha các chị, nhưng mà đi bãi về thì nó bị ẩm ẩm á, nên nó cũng có những cái vết cắn cắn nha các chị. Cây này thì chiều dài lưỡi là 21, còn chiều dài nguyên cây là 45 nha các chị. Đó, em thanh lý luôn một cặp này là 150 nha, mã 36 150. Tiếp theo là mã 37 nha các chị. Cây này thì nó có cái đây. Logo nội địa Nhật này, đu lát gì nha các chị, đu lết gì nè. Đó, cắn tay cầm đồ còn đẹp, SK 6. Cắn tay cầm được còn đẹp nha các chị. Cây này thì nó cũng hơi đen đen nha, nhưng mà nó chưa có sử dụng nha các chị. Em sẽ đo chiều dài lưỡi cho các chị mình xem. Chiều dài lưỡi của nó là 33 nha các chị, còn chiều dài nguyên cây của nó là 72. Rồi cây này thì còn đẹp hơn nha, cây này còn cũng còn ok nè. Nói chung là chưa sử dụng nha, mã 37 150. Tiếp theo là mã 38 nha các chị. 38 là một cái cây này, thì đó nó cũ nha các chị, nhưng mà lưỡi của nó đi về á, bị ẩm ướt nhiều á, nó bị đen đen như vậy nha, nhưng mà cũng còn sử dụng ok, chưa có sử dụng nha các chị. Mấy cây này tất cả về chưa có sử dụng đâu nha, nhưng mà nó bị đen như vậy nè. Rồi em thanh lý luôn mã 38 100. Ủa 37 38. Rồi mã 39 nha các chị. Mã 39 là cái khoan này nha các chị. Cái khoan này là Makita. Thì cái này là Makita nha các chị. Cái này là 15 mi. Cái made in hé. Made in Linh nha các chị. Đó, của anh nha. Made in Linh này. Rất Nhật gì đó không biết, made in Linh. Thì cái cây này là 13 ly nha các chị. 13 mi nè. Đó thì cái hình thức đó là cái mặt của nó là như vậy nha các chị. Em quay kỹ cái mặt này. Các anh chị nào mình muốn chốt á, mình chụp hình lại cái mình xem kỹ nha các anh chị. Đó thì cái mũi khoan của nó nè. Cái đầu khoan. Đây mở. Trong cái này em. Đó thì cái này là mình cái này bên này là búa nha các chị. Đó bên này búa, bên này khoan này. Đó mình bấm qua nha. Đây bấm qua. Rồi bấm lại. Đó. Trừ cái cây này là bấm chạy này. Đó. Đó chỉ vậy thôi nha các chị. Đó, bấm chạy. Rồi thì cái này là hình thức của nó là như vậy. Cái đầu khoan là lớn nhất là 13 nha các chị. Lớn nhất là 13. Rồi. Cái này nó để em sẽ để cái mặt kỹ Makita nha. Đây mặt kỹ cho các anh chị mình chụp hình. Điện 100V nha các anh chị, 500W thì 5 đó. Cái hình thức cái mặt của nó là như vậy. Rồi mặt made in England Makita. Rồi. Cái này là cái dây điện là nó bị đứt rồi nha các anh chị. Cái dây điện bị đứt thì em về lấy cái dây ở nhà. Em gắn vô nha, gắn vô em thử chạy được ok hết. Hả? Rồi thì cái này là cái dây này là dây nó bị đứt chứ chui như vậy nha các chị, thì em về em thay cái dây khác nha. Rồi mã số 39 nha các chị, 350. Cái khoan này là nó nặng nha các chị. Các chị nào nếu các chị nào chuyển em chỉ nhận chuyển khoản thôi nha các chị. Nói chung là em thử rồi, nếu các anh chị nào mình muốn chốt á mình vô Zalo em gửi cái clip cho các anh chị nha. Rồi mã 39 350 em nhận chuyển khoản, em không ship code nha. Rồi em cũng kết thúc cái clip ở đây, chúc các anh chị một buổi chiều thật là vui vẻ ạ.